đấy là cái điều mà tại tòa kiểm viên có nếu lên là đề nghị là xem xét trách nhiệm của luật sư Trần Thị về vấn đề này. Và tôi chính thức đề nghị kiểm viên là có đơn đề nghị điều tra xác minh hành vi phạm tội. Nhưng mà rất tiếc hôm đó tôi không nhận được bất kỳ một đơn thư nào cả. Và tôi cũng yêu cầu là cung cấp tất cả bằng chứng nói rằng là luật sư là có cái mượn cung, ép cung hoặc là cái thông cung, thì hiện nay là họ không cung cấp được. Và đồng thời tôi cũng khẳng định với bên báo chí là cái việc này là hoàn toàn bịa đặt. Vì tại tòa câu hỏi này được đặt ra nhiều lần đối với cả năm mươi chín trước sau cả năm mươi chín đều khẳng định luật sư Thịnh chỉ nói là các nhân chứng có sao là vậy hay đúng thật, không hề luật sư không hề có hứa hẹn có mượn uống hoặc là như vậy. Và đặc biệt để anh biết là khi tôi làm việc ở tòa ở cơ quan điều tra ở cả cái trại giam thì luật sư không ngồi mình với các nhân chứng mà bên nhân chứng là có hai cán bộ của trại giam họ ngồi nghe. Và thậm chí ở những trại Ninh Khánh thì luật sư trao đổi xong luật sư về ra khỏi phòng để một mình nhân chứng người ta viết tờ trình, luật sư không được gợi ý, không được có mặt. Thì làm thế nào mà tôi có nếu tôi áp cung không cung thì rõ ràng là nó cũng thể hiện rõ cái đấy không được. Và hai là cái này tài khoa đặc biệt tài khoa khẳng định, tài khoa khẳng định trước sau một như vậy. Câu hỏi này được viện được hội đồng xét xử hỏi rất nhiều nhưng họ đều khẳng định như vậy. Thì cái này thì rõ ràng là ở góc độ về trách nhiệm luật sư thì chúng tôi muốn xác minh để làm rõ thật thì chúng tôi phải gặp các cái nhân chứng. Và đương nhiên thì rất cảm ơn các cái trại tạm giam bốn trại tôi trực tiếp đi là trại Ninh Khánh 1, Ninh Khánh 2 và hai trại Quảng Ninh, thì cái điều tạo điều kiện để cho luật sư làm việc kể cả ngoài giờ 60 tối trực tiếp làm việc với các nhân chứng. Và nhân chứng là họ khai báo bằng tự nguyện thì cái này là không có vấn đề luật sư nào thì sai trái đến đâu. Theo như trên phiên tòa thì là theo bên mảng bên tòa ấy, thì có bốn nhân chứng đồng thời là bị cáo là thừa nhận là anh Giáp không chỉ đạo, thì còn bị cáo Trung ấy thì lại không có ý kiến gì đúng không? Không phải biên bản nếu thế là ghi sai. Tôi rất tiếc là tôi đi dự tòa thì tôi không có ghi âm, mà tôi khẳng định đó là bốn nhân chứng thì thôi, nhưng riêng nhân chứng Trung thì cũng khẳng định nhé là anh Giáp không chỉ đạo đó mà là. Và sau đó thì nhân chứng họ có thể hiểu một cái sai, tức là nhân chứng Trung là có nói rằng cái gì tôi đã khai rồi, có thể họ dùng một cái câu nói đó để cho rằng anh Trung khai anh Giáp chỉ đạo. Còn thực ra tại tòa là nhân chứng Trung khẳng định là anh Giáp không chỉ đạo vụ cướp, có một câu như vậy. Nhưng rất còn ghi tiến bản khi thế nào thì cái này là thực sự là tôi cũng không biết được, nhưng mà ở góc độ xưa thì tôi theo dõi rất chi tiết cái này. Về cái vụ án này thì khi được gia đình và đặc biệt là thân chủ đánh giáp bị cảm giác có tìm đến văn phòng luật sư làm việc, thì bước đầu chúng tôi thấy đấy là một quá phức tạp. Nhưng mà quá trình xúc tiến nghiên cứu đi xác minh thì chúng tôi thấy rằng đây là một vụ án quá sai thực sự. Đây là vụ án mà nổi lên duy nhất chứng cứ là một cái lời khai của năm nhân chứng. Năm nhân chứng này là năm nhân chứng rất đặc biệt vì trước đây họ là bị cáo của một cái vụ cướp, và hiện nay họ đang thi hành án thì họ là phạm nhân đang mặc áo tù ở trong bốn trại. Khi luật sư tiếp cận vụ án này thì vấn đề là khó nhất là làm thế nào để xác minh ra bản chất sự thật là theo luật quy định ở điều 64 là chứng cứ là cái gì có thật. Vậy cái lời khai của các cái nhân chứng này về việc anh Giáp chỉ đạo vụ cướp có đúng là sự thật không? Thì quá trình chúng tôi hồ sơ thì thấy trong hồ sơ có bốn loại lời khai. Trong đó thì có chia thành hai nhóm, một nhóm là anh Giáp chỉ đạo vụ cướp, một nhóm lời khai là anh Giáp không chỉ đạo vụ cướp. Thì cái nhóm lời khai là vụ cướp là xuất phát bắt đầu từ cái đồn biên phòng Hải Hòa. Thì theo các nhân chứng khai ấy, là
đồn phòng khi truy đuổi rất đông, như 350 người thì vào thì họ chuẩn bị sẵn biên bản và nói rằng là 50 người là để cướp. Và sau đó anh giám là cái người mà tổ trưởng có ra, lúc đó anh không tham gia, anh có ra để xin người về thì đồn phòng họ gây khó dễ và yêu cầu các nhân chứng này là phải khai giáp với người chỉ đạo cướp, và nếu không khai thì theo các nhân chứng nói rằng bị đánh đập bằng thì là dư cuối cao phu. Và các nhân chứng là khai như vậy thì lời khai này đến giai đoạn thứ hai đến công an Móng Cái, thì công an Móng Cái thì họ nói rằng là trước khai nào bây giờ khai thế thì giảm nhẹ, thế là họ cũng giữ như lời khai là anh giáp chỉ đạo. Tuy nhiên khi đưa ra xét xử, khi chuyển hồ sơ lên công an tỉnh Quảng Ninh thì tất cả năm bị cáo này họ khẳng định là anh giáo không chỉ đạo, và đến viện sát tỉnh Quảng Ninh thì họ cũng khẳng định được cơ quan việc là hỏi bằng cách dân chủ và tự nguyện và không có ép cung, thì cả năm bị cáo thì khẳng định là anh giáo không chỉ đạo. Khi chuyển ra xét xử sơ thẩm thì tại phiên tòa sơ thẩm tất cả những bị cáo này đều khẳng định anh giáo không chỉ đạo. Tuy nhiên quá trình tòa kết luận là 5 bị cáo này có tội và anh giáp là không có tội. Khi đến phúc thẩm thì giai đoạn xét hỏi thì tất cả 5 bị cáo này đều kêu oan và đều khẳng định anh giáp không chỉ đạo. Tuy nhiên đến cuối phiên tòa thì chủ tòa có nêu vấn đề là nếu khai đúng thật và nếu anh giáp đúng chỉ đạo khai về thì sẽ được giảm nhẹ. Cuối cùng là lần lượt từng bị cáo một ấy, họ thay đổi lời khai tại phút cuối cùng rằng anh giáp là người chỉ đạo, và từ cái mức án 9-10 năm giảm xuống còn 5 năm. Và sau cái lời khai này thì viện sát đã họ đề nghị là khởi tố trở lại anh giáp, và anh giáp trở thành cái người gọi là chủ mưu trong vụ cướp này trong cái vụ án thứ hai là hiện nay tôi làm luật sư. Sau khi tôi tiếp cận thì tôi đi gặp từng nhân chứng này, bây giờ là họ là phẩm nhân thì họ đều khẳng định trước sau rồi anh giáp không chỉ đạo. Còn thì nhóm người khai thì các bị đạo là do bị ép cung, mướn cung và bị thậm chí bị đánh đập. Thế còn trước sau một có khẳng định là sự như thế này là sự thật. Và họ có viết bản tường trình, từ cái bản tin có cái sự chứng kiến của 2 trinh sát viên của trại giam ngồi cùng với tôi. Và tôi chỉ đặt câu hỏi thôi. Còn các cái nhân chứng này họ căn cứ câu hỏi tôi và viết tường trình thì đều khẳng định là anh giáp không chỉ là một cướp. Thì khi phiên tòa Móng Cái mở sự thật là một cái hình như là có một dấu hiệu là họ cố tình khép mình ra một tội cho họ không mời nhân chứng. Và tôi sắp trình 5 cái lời khai đến thì tòa buộc phải hoãn phiên tòa. Và cái này là một cái dấu hiệu bất thường khi phiên tòa mở mà là cả 5 nhân chứng của bản duy nhất bằng lời khai nhân chứng này không mời. Nên luật sư xác định khi nắm tài liệu này thì tòa không thể xử được. Nếu sử dụng tài liệu luật sư thì đương nhiên là anh giáp vô tội. Đúng tòa mà. Thế là 2 tháng sau, tòa chuyển hồ sơ cho công an xác minh lại. Thì rất đáng tiếc là cái người mà bị cả cái nhân chứng này là trong các lời khai tố cáo bị đánh đập ép cung thì cơ quan công an vẫn cử điều tra Hùng đi lấy lại lời khai của 5 tháng 9. Thì khi đến 5 tháng 9 mà hiện nay mà giam thì có 3 nhân chứng mà trước sau một là họ khẳng định là anh giáp không chỉ đạo, và họ viết tường trình cho ban điều tra gồm có là nhân chứng Trung, nhân chứng Lâm và là con duy nhất còn 2 nhân chứng là nhân chứng Đáng và nhân chứng Trung thì có thay đổi lại lời khai so với luật sư rằng anh giáp chỉ đạo. Sau khi tôi nhận được thông tin này thì tôi lại quay lại đi xem lần thứ hai, thì cả 5 nhân chứng đều viết tường trình tôi là anh giáp không chỉ đạo, nhưng mà riêng nhân chứng Trung và nhân chứng Đáng có nói rằng sở dĩ mà khai được cho viết như vậy là vì điều tra viên nói rằng là khai như vậy thì sẽ được cho ra trại sớm, nên họ phải khai anh giáp chỉ đạo và họ cũng không muốn bị ngồi tù lâu. Thì các cái điều này tôi đã cho tòa. Và đặc biệt tại tòa thì cả 5 nhân chứng trước sau một đều khẳng định tôi nhận lại đều khẳng định anh giáp không chỉ đạo, dù tòa
rồi đại diện kiểm sát có trích đọc rất nhiều các bút lục về việc là họ đã khai nhận chỉ đạo, thậm chí quay lại camera về việc ấy, là họ đã khai như vậy, nhưng họ đều khẳng định ấy, lời khai đó không đúng, lời khai thực chất nhất là giả cũng chỉ đạo. Còn chúng tôi khai như vậy, kể cả camera trước khi quay ấy, thì đã bị cơ quan cảnh sát điều tra điều tra viên Hùng thử là nắm dọa, kể cả kiểm tra viên Trung là khi quay là phải nói như vậy, và thậm chí là còn bị trường hợp là bị cáo bị nhân chứng đảng là còn khai là bị kiểm tra viên Trung tát vào mặt, nếu không thì lại đến sự buộc phải khai như vậy. Thì tại tòa tất cả những chuyện đều khẳng định như vậy, và khi luật sư mời để mà hỏi thì cả những chuyện đều khẳng định là chúng tôi khai như vậy là vì cho bị trước đó là khai rồi hay là bị ép theo cung thôi. Còn khẳng định tại tòa có chứng kiến của đông đảo người dự phiên tòa, mà tôi biết là có cả là cán bộ trong các cái cơ quan tố tụng của địa phương, thì họ đều chứng kiến là các nhân chứng họ khẳng định là họ khai anh các chỉ đạo là do bị ép cung cung, và lời khai trước luật sư là lời khai hoàn toàn là từ cái tâm của họ, và họ khẳng định là luật sư không mất cung, không ép cung, không có hứa hẹn hết. Luật sư thì gặp và đề nghị họ có sao mà vậy, nói thật trung thực, và họ nói là nói bằng cái tự nguyện. Tại tòa cả năm nhân chứng đều khẳng định như vậy, đặc biệt trong năm chuyện gọi nhân chứng Trung là dấu hiệu là có lo sợ, nhưng mà cũng khẳng định như vậy, khẳng định tại cái tòa. Thì theo tôi vụ án này là một cái vụ án mà tòa án với một cái quyết định đó 7 trang nhưng cáo trạng thì là 3 trang thôi. Và vừa rồi tôi được biết là cái bản án ra đời là có 9 trang. Một cái cáo trạng của 3 trang chỉ nói đến một cái chuyện mà không còn cái gì cả. Và cuối cùng là cái bản án thì chủ yếu là trích dẫn các cái lời khai một phía của năm đối tượng này là khai tại đồn biên phòng Thái Thải công an Mông Cái, và khai cái lời khai cuối cùng tại cái tòa phúc thẩm. Còn cả cái nhóm lời khai mà giả cũng đi đào nó cũng có ở công an Quảng Ninh, điều hành Quảng Ninh, là tòa sơ thẩm lần thứ nhất, thì tòa thì giai đoạn đầu của tòa phúc thẩm, và đặc biệt là phiên tòa thứ hai thì những cái lời khai này là trong bản án không được ghi và không được chấp nhận. Và đặc biệt là cả cái lời khai trước trình bày đối với luật sư, và kể cả là năm nhân chứng có 3 nhân chứng khẳng định sau khi điều tra viên đi điều tra lại để cái sự vừa rồi thì cũng đều khẳng định là anh không gì cả. Bây giờ căn cứ vào đó mà tòa khẳng định cái lời khai giá trị đạo cướp là sự thật, cái này rõ ràng là vi phạm về khoản 1 điều 64 của bộ luật tố tụng hình sự là về chứng cứ là cái gì có thật. Cái thứ hai nữa là hồ sơ này là hoàn toàn có những cơ sở chứng minh là nhắc là ngoại phạm. Vì khi mà cái vụ cướp xảy ra thì Giáp đang ngồi ăn tối bên trường, trong một tiếng đồng hồ đó là anh Giáp hoàn toàn chỉ nói chuyện với trường, ông trường khẳng định là không có bất cứ một thông tin gì cả. Cái thứ hai là có năm người lên gọi anh Nhuận, anh Trường, chị Thúy, đồng người nữa là những người mà trong cả cái tổ bắt vạc á, là tại thời điểm đó đều có các cái cuộc điện thoại thông báo anh Giáp là có khách hàng để Giáp cử người đi bốc phát, và anh Giáp cũng điện lại như vậy. Có nghĩa là cái thời điểm đó anh Giáp không chỉ đạo vụ cướp mà chỉ đạo cái người của mình đi bốc hàng. Đấy, thì vụ án này cũng không được làm rõ. Và đặc biệt là cái nạn nhân bị cướp tài sản là Hoa, quốc tịch Trung Quốc, thì lại không được nhận dạng. Đến vụ án tôi thấy là họ hoàn toàn là ngay từ đầu là cố tình là buộc tội oan cho năm người kia, mà trong đó anh Giáp là người chỉ đạo là cái người được sống. Là vì vụ cướp diễn ra trong cái bóng điện rất sáng, nhìn rõ nhau, ông Hoa là khẳng định cái người cướp là người có cao nhưng mà không có nhận dạng, không biết được. Và vừa rồi quá trình mới xác minh nhé, thì điều bất ngờ là tôi được biết tại cái trại giam ở Quảng Ninh thì được biết là có một cái phạm nhân sinh đã nhận vụ đó là do cái phạm nhân này cướp, nhưng mà thấy không ai bắt bớ trong vụ cướp pháp thì phạm nhân này bị truy tố.
rõ ràng vụ án này một cái vụ án ăn khoai rất rõ. Và vì thế này luật sư đã trình bày tòa nhưng mà rất rất tòa không chấp nhận. Và điều một cái điều mà rõ ràng là rất bất thường đấy là chính cái chủ tòa bên tòa này là chủ tòa của vụ án giáo, là chủ tòa bên tòa của năm cái bị cáo trước đây, và năm bị cáo trước đây là từng theo án quyết liệt. Thì bây giờ chủ tòa chúng ta mới này cũng là cái chủ tòa kết quả cũ trước đây. Như vậy là ở đây là điều tra viên thì chủ tư đồng của vấn đề hội chủ tòa bên tòa ở cái vụ án thứ một, và cái vụ án nó khép lại thì oan sai. Cái này là cực kỳ khó, và chúng tôi là làm luật sư thì có thể rằng là rất bức xúc, rất bức xúc. Sau khi tòa tiến thì gia đình ở quê ở Mê Linh nó đến rất đông người có chứng kiến hoàn toàn có nhà mình không có tội, nhưng tòa vẫn tiến đánh giá là phạm tội giết người bởi vì mức tù 7 năm. Thì hiện nay gia đình tiếp tục nhờ văn phòng luật sư An Việt kêu gọi tôi và cô Hoàng Thị Ngoạn luật sư tiếp tục là sẽ tham gia ở tỉnh phúc thẩm với nguyện vọng là sẽ làm sáng tỏ ở nơi này. Và ở góc độ luật sư thì tôi cũng có hơn 26 năm làm nghề và cũng tiếp xúc rất nhiều việc, thì tôi thấy đấy một vụ án oan sai thật sự, oan sai thật sự. Chỉ tiếc rằng ấy, là họ cố tình cơ quan tổ tùng tố tình khép lại bằng cái bản án để là tránh mọi cái việc mà chúng ta của tôi nghĩ là những việc đó là họ rất ngại vì những đền bù, ví dụ như là những vấn đề liên quan khác. Trên là chính vì thế mà chúng tôi rất bức xúc trước việc này, và cũng thông qua việc này thì muốn cơ quan báo chí rồi dư luận là có một cái tiếng nói ủng hộ để thì phiên tòa tới là họ sự đúng sự thật. Tại lời khai đó phải xác minh tại tòa, tôi khẳng định tại tòa là họ khai như vậy nhưng mà tòa không nghe thì thế thì rõ ràng là xử theo hồ sơ thôi. Vụ ở của mình là tôi khẳng định là án tại hồ sơ chuẩn bị sẵn, tất cả thì xét xử tại tòa không được cập nhật một cái gì cả. Và cái này khi tranh luận thì viện sát không đối đáp một luật sư, tất cả vấn đề đưa ra viện sát không tranh luận được, nhưng mà cuối cùng là vẫn cứ cứng nhắc tuyên theo những lời khai mà tôi nói là còn nhóm hai nhóm lời khai thì lấy một cái nhóm mà hiện nay là họ các bị cáo mà hiện nay là nhận bàn thêm cả cái nhân chứng này họ đang mặc quần áo tù cho nên họ không dám nói sai sự thật, họ nói bằng cái thân của tôi mà nhận được thông tin là bố của những người khác là có cái đơn tố cáo khi mà gửi rất nhiều cơ quan, trong đó gửi có bộ tư lệnh biên phòng, và tư lệnh biên phòng đã chuyển cái đơn này yêu cầu viện sát biên phòng là xác minh làm rõ. Và viện sát biên phòng thì hiện nay đã gặp đại diện gia đình và đã đưa ra cái hướng giải quyết là sẽ trực tiếp làm việc với đồn biên phòng Hải Hoa và trực tiếp gặp cả cái nhân chứng để xác minh lại lời khai. Và phía gia đình đã cung cấp cả cái lời khai về việc bị cán bộ đồn biên phòng đánh đập, họ có đưa cả cái bản khai photo cho biên phòng. Thì về quan điểm cá nhân tôi thì khi tham gia vụ án này thì tôi chỉ mong muốn là chứng minh và kết luận đánh giá vô tội. Và tôi cũng được biết gia đình người ta cũng có cái yêu cầu gì về xử lý những cái trường hợp vi phạm này, và chỉ muốn con mình được là vô tội để về làm lại làm ăn. Thế còn những cái việc làm sai người khác thì cái đó là do tôi có mệnh lệnh, gia đình không có yêu cầu bồi thường mà cũng không có là phải đề nghị xử lý trường hợp này, cái đó là do cơ quan là tự xem xét thực hiện. Thì các luật sư thì tôi cũng tư vấn và gia đình họ cũng có trao đổi với tôi như vậy.